Trong làn giải trí xứ Trung hiện nay, có không ít nghệ sĩ nam trở nên nổi tiếng nhờ vào vẻ bề ngoài điển trai. Nếu ngược dòng về những năm trước 2000, có thể dễ dàng nhận thấy, có nhiều nghệ sĩ nam nổi tiếng mà không cần phải có nhan sắc, họ thành công bằng chính thực lực và sự kiên trì của bản thân. Cho dù con đường nổi tiếng có chậm hơn, có khó khăn hơn nhưng họ vẫn làm được, thậm chí còn để lại những ấn tượng vô cùng khó quên đối với khán giả. Trong video này hãy cùng Cbiz Phim điểm qua những gương mặt như thế nhé. Âu Dương Trấn Hoa. Với những người yêu mến các bộ phim truyền hình Hồng Kông, Âu Dương Trấn Hoa không phải là cái tên xa lạ. Anh bén duyên với nghề diễn từ rất sớm, cùng thời với Lưu Đức Hoa, Huỳnh Nhật Hoa, Lương Triều Vĩ, Thang Trấn Hiệp, Miêu Kiều Vĩ. Nhưng Âu Dương Trấn Hoa không thể trở thành ngôi sao vì ngoại hình thiếu nổi bật. Anh từng chuyên đóng những vai siêu phụ, vai quần chúng trước khi được mọi người biết đến như là một ngôi sao có diễn xuất duyên dáng. Chính quá trình thử thách đầy cam go này đã rèn cho anh sức chịu đựng và khả năng diễn xuất đa dạng về sau. Anh bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi từ năm 1991 với phim truyền hình Ăn Khách Hồ Sơ Công Lý. Thành công bất ngờ của bộ phim này đã khiến TVB quyết định sản xuất liên tiếp 5 phần, biến Âu Dương Trấn Hoa từ một diễn viên hạng trung trở thành một ngôi sao truyền hình thực thụ. Những năm về sau, Âu Dương Trấn Hoa tiếp tục được giao cho vai chính trong những series truyền hình ăn khách nhất TVB mọi thời đại như Lực Lượng Phản Ứng, Kỳ Án Nhà Thanh, Bức Màn Bí Mật, Bằng Chứng Thép. Anh đã được trao giải thị đế vào năm 2000 với vai Tống Từ trong Bức Màn Bí Mật. Âu Dương Trấn Hoa cũng kịp ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành diễn viên Hồng Kông đầu tiên được đề cử giải Emmy, giải thưởng được xem như Oscar của truyền hình Mỹ. Hiện tại, Âu Dương Trấn Hoa không còn đóng phim nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong một số chương trình truyền hình. Trịnh Tắc Sĩ. Nam diễn viên kỳ cựu Trịnh Tắc Sĩ sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hồng Kông. Ngay từ khi còn bé, ông đã ước mơ được trở thành diễn viên nhưng bị chính giáo viên của mình cự tuyệt vì cho rằng ông quá xấu trai. Năm 1972, Trịnh Tắc Sĩ gia nhập một công ty giải trí nhưng vẫn không được trọng dụng vì bất lợi ngoại hình. Mãi đến năm 1975, khi TVB nhìn thấy tài năng diễn xuất của ông, Trịnh Tắc Sĩ mới có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Nét duyên hài hước cùng phong thái ung dung đã giúp Trịnh Tắc Sĩ ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Trịnh Tắc Sĩ đã đóng gần 60 bộ phim với các tuyến vai đa dạng từ khù khờ cho đến thông minh, tài trí. Riêng vai diễn Miêu Mập bị thiểu năng trong Phiêu Bạt Giữa Cuộc Đời chẳng những giúp Trịnh Tắc Sĩ khẳng định vị trí anh cả ở TVB mà còn xóa tan định kiến xấu trai thì chẳng làm được gì. Cho đến thời điểm hiện tại, Trịnh Tắc Sĩ đã hai lần được vinh danh là nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng và để lại những vai diễn ấn tượng mãi trong lòng khán giả. Trần Hào. Nam diễn viên Trần Hào sinh năm 1971, anh là nhân vật quen thuộc đối với khán giả yêu thích phim TVB suốt hơn 20 năm qua. Nam diễn viên ghi điểm trên màn ảnh nhờ sở hữu gương mặt điển trai, nam tính phù hợp với tạo hình cổ trang lẫn hiện đại cùng lối biến hóa linh hoạt trên màn ảnh. Giống như Âu Dương Trấn Hoa hay Trịnh Tắc Sĩ, Trần Hào thu hút khán giả màn ảnh nhỏ không phải bằng ngoại hình quá lung linh. Thành công của Trần Hào vừa có dấu ấn của sự may mắn vừa là kết quả của quá trình phấn đấu, tự rèn luyện bản thân không ngừng nghỉ. Sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, thân thiện, Trần Hào có thể đảm nhận các vai từ già đến trẻ, từ hiền hành, đáng thương cho đến dã tâm, tàn bạo. Anh cũng đặc biệt gây ấn tượng trong các bộ phim hài bằng lối diễn ngây ngô, chân chất. Gia nhập TVB từ năm 2000, nam diễn viên đang là một trong những ngôi trụ cột của nhà đài và được mệnh danh là anh cả TVB. Trần Hào được yêu thích qua các bộ phim Thâm Cung Nội Chiến, Sóng Gió Gia Tộc, Sức Mạnh Tình Thân, Cung Tâm Kế, Lấy Chồng Giàu Sang, Công Chúa Giá Đáo, Sứ Đồ Hành Giả 2. Trần Hào cũng là một trong những nghệ sĩ được trả lương cao nhất công ty hiện nay. Hồi tháng 5 năm 2020, truyền thông tiết lộ anh ký hợp đồng mới trị giá 30 triệu HKD, hơn 90 tỷ đồng, với nhà đài lớn nhất xứ Cảng Thơm. Cho đến thời điểm hiện tại, Trần Hào vẫn được xem là một trong những ngôi sao có tiếng nói nhất TVB. Anh luôn được tin dùng trong những dự án lớn, là đối thủ đáng gờm của dàn sao nam TVB trong cuộc chiến giành ngôi thị đế hàng năm. Lê Diệu Tường. Hơn 20 năm trời đóng vai phụ tô điểm cho đồng nghiệp tỏa sáng, Lê Diệu Tường đã tích góp cho mình kỹ năng diễn xuất điêu luyện. Khi Lê Diệu Tường bước lên bục nhận giải thị đế lần đầu tiên, hầu như những người biết đến anh trước đó đều ngỡ ngàng, không tin được đây lại là sự thật. Sự thành công của Lê Diệu Tường là minh chứng cho sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Anh chẳng ngại đóng vai nhỏ, xuất hiện vài giây trên màn ảnh cũng chỉ vì hy vọng sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng hơn. Nhiều người công nhận, bởi vì Lê Diệu Tường không sở hữu ngoại hình điển trai, lại xuất thân trong gia đình không có ai làm nghệ thuật, nên con đường vào nghề của anh không mấy thuận lợi. Chật vật suốt một thời gian dài, mãi đến năm 1996, TVB mới giao cho anh Chư Bát Giới trong phim truyền hình Tây Du Ký. Năm 2000, vì những bất đồng quan điểm, Lê Diệu Tường rời bỏ TVB để ký hợp đồng với đài ATV.
Nhưng chỉ 2 năm sau đó, Lê Diệu Tường xóa bỏ hiềm khích cũ, đồng ý trở về TVB và bắt đầu thời kỳ đỉnh cao của nghiệp diễn. Năm 2009, Lê Diệu Tường được trao cơ hội để bước lên hàng ngũ nam chính qua vai diễn Sài Cửu trong Xứng Danh Tài Nữ, phần 1. Với diễn xuất đầy kinh nghiệm được tích lũy sau bao năm, nam diễn viên này đã thể hiện một cách xuất sắc một Sài Cửu nửa chính nửa tà. Sau thành công của bộ phim, Lê Diệu Tường trở thành diễn viên đầu tiên nhận cùng lúc 3 giải thưởng tại lễ trao giải TVB và trở thành thị đế của màn ảnh năm đó. Năm sau, anh tiếp tục được giám chế chọn mặt gửi vàng vào phần 2 của Xứng Danh Tài Nữ, phần phim này có tên là Nghĩa Hải Hào Tình. Đến năm 2012, anh tiếp tục chạm tay vào chiếc cúp nam diễn chính xuất sắc nhất lần thứ 3 với vai diễn Lý Liên Anh trong bộ phim Ăn Khách Đại Thái Giám. Hàng loạt bộ phim ăn khách như Xứng Danh Tài Nữ 3, Bằng Chứng Thép 3 mà anh đảm nhận vai chính đều ghi điểm trong mắt khán giả và giới chuyên môn. Quách Tấn An. Nam diễn viên Quách Tấn An sinh năm 1964, gia nhập làng giải trí từ giữa thập niên 1980 và từng là một trong những nam diễn viên đắt giá nhất TVB. Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình kinh điển và gây ấn tượng với vai Nhật Đồng trong bộ phim Nhật Nguyệt Thần Kiếm, đóng chung với Trương Vệ Kiện phát sóng năm 1991. Năm 2002, Quách Tấn An đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất với vai Đinh Thường Vượng, A Vượng, trong bộ phim Đôi Đũa Lệch, đóng cặp với nữ diễn viên Tuyên Huyên. Bộ phim này đã gây được tiếng vang lớn và đạt nhiều thành tích về tỷ suất người xem lẫn mức độ yêu thích của khán giả. Thành công của bộ phim đã giúp tên tuổi của Quách Tấn An tỏa sáng sau khi đoạt giải nam diễn viên được yêu thích nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nhiều giải thưởng khác. 3 năm sau đó, Quách Tấn An lại tiếp tục tham gia phiên bản hiện đại của Đôi Đũa Lịch là Chuyện Về Chàng Vượng. Lần này, anh tiếp tục được xướng tên trong hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất của TVB. Không chịu ngủ quên trong chiến thắng bằng những vai diễn hài hước, ngô nghê, tài tử họ Quách đã chọn làm mới bản thân bằng những vai diễn gai góc, có chiều sâu hơn, bất kể đó là vai chính diện hay phản diện. Một lần nữa, Quách Tấn An lại đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của TVB một cách đầy thuyết phục khi hóa thân vào vai một luật sư khuyết tật tài ba nhưng nham hiểm trong phim Vòng Xoáy Thiện Ác, trở thành diễn viên TVB 3 lần đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của nhà đài, ngang hàng với La Gia Lương và Lê Diệu Tường. Trần Tiểu Xuân. Sinh năm 1967, Trần Tiểu Xuân là một nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kông. Nam nghệ sĩ từng trải qua tuổi thơ cơ cực, phải nghỉ học từ sớm, bươn trải đủ nghề từ công nhân xây dựng, phụ bếp đến thợ cắt tóc để kiếm sống. Năm 1985, tài tử tốt nghiệp khóa đào tạo của đài TVB, sau đó nỗ lực bươn trải từ vai phụ trước khi được đạo diễn chú ý. Nam diễn viên thành danh với vai gà rừng trong phim Người Trong Giang Hồ năm 1996, vai diễn này không những giúp nam diễn viên vụt sáng thành sao, mà còn giúp anh lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Sau khi thành công với vai gà rừng, Trần Tiểu Xuân tiếp tục thành công với vai Vi Tiểu Bảo trong bộ phim Lộc Đỉnh Ký năm 1998. Vai diễn này của anh được nhận xét là sát thực nhất với miêu tả của tác giả Kim Dung về nhân vật Vi Tiểu Bảo trong tất cả bản phim điện ảnh lẫn truyền hình. Đây cũng là một trong những vai diễn tiêu biểu nhất của Trần Tiểu Xuân trong sự nghiệp đóng phim. Sau đó, Trần Tiểu Xuân tiếp tục góp mặt trong các dự án lớn như Hoắc Nguyên Giáp, Tinh Võ Môn, Diệp Vấn, Trận Chiến Cuối Cùng. Hiện tại, Trần Tiểu Xuân có cuộc sống lẫn sự nghiệp viên mãn bên cạnh người vợ trẻ xinh đẹp Ứng Thể Nhi cùng hai cậu quý tử. Trương Dịch. Nam diễn viên Trương Dịch sinh năm 1978, vì nhiều lý do mà sự nghiệp diễn xuất của Trương Dịch không hề suôn sẻ. Cơ hội đổi đời của anh đến vào năm 2006 khi Trương Dịch được tham gia bộ phim truyền hình Binh Lính Đột Kích. Bộ phim này đạt điểm chất lượng trên Duben lên tới 9.5 điểm, trở thành tác phẩm kinh điển về đề tài chiến tranh của Trung Quốc. Thành công ngay từ tác phẩm đầu tiên góp mặt giúp Trương Dịch mở ra con đường diễn xuất truyền kỳ sau này. Sau nhiều vai diễn ấn tượng, khán giả dần quên đi ngoại hình có phần kém sắc của Trương Dịch vì đã cuốn theo diễn xuất tinh tế của nam diễn viên. Năm 2015, Trương Dịch đạt giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim Con Thân Yêu. Với vai diễn người cha đi tìm con, Trương Dịch lấy nước mắt người xem và giành luôn giải nam phụ xuất sắc nhất giải thưởng Kim Kê danh giá. Những năm tiếp theo, Trương Dịch biến hóa đa dạng trên màn ảnh với những vai diễn gai góc và đa chiều, anh cũng liên tục được đề cử và đạt các giải thưởng diễn xuất danh giá. Năm 2019, Trương Dịch đảm nhận vai nam chính trong phim điện ảnh Một Giây của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Năm 2021, Trương Dịch tiếp tục hợp tác Dương Nghệ Mưu trong tác phẩm Phía Trên Vách Núi. Bằng diễn xuất tuyệt vời, anh chiến thắng hạng mục ảnh đế của giải thưởng điện ảnh Kim Kê. Năm 2023, Trương Dịch chứng minh vị thế ông hoàng rating với bộ phim Cuồng Phong. Tác phẩm này đã đạt được những thành tích vô tiền khoáng hậu mà đến nay chưa có phim nào vượt qua được. Tác phẩm giúp cái tên Trương Dịch khắc sâu vào tâm trí người xem, đồng thời biến anh trở thành ngôi sao nóng chạm tay là bỏng. Hoàng Bột. Nam diễn viên Hoàng Bột là cái tên đầu tiên minh chứng cho việc nổi tiếng không cần dùng đến gương mặt.
Nam diễn viên sinh năm 1974, khi bắt đầu tham gia nghệ thuật, Hoàng Bột được gắn mác là trai xấu. Mặc dù sở hữu bề ngoài không mấy ưa nhìn, chiều cao hạn chế nhưng với khả năng tấu hài cùng sự đa dạng trong từng vai diễn cũng như sự hy sinh các vai diễn đã tạo ra một điểm nhấn giúp Hoàng Bột trở thành một ngôi sao hạng A của giải trí Hoa ngữ. Hoàng Bột từng góp mặt vào các bộ phim điện ảnh có doanh thu cao như Tây Du Hàng Ma Thiên, Ma Thổi Đèn Tầm Long Quyết, Một Màn Trò Hay, Đại Náo Thiên Trúc, Lạc Lối ở Thái Lan, Sự Điên Cuồng của Hòn Đá, Đấu Ngưu, Tâm Hoa Lộ Phóng. Mỗi phim đều kiếm được trên 1 tỷ nhân dân tệ, Hoàng Bột cũng nằm trong top 5 ông hoàng doanh thu phòng vé xứ Trung. Sự cố gắng đi lên từ những công việc ca sĩ hát tại các quán bar, từng làm thầy giáo dạy khiêu vũ, làm MC sự kiện, đã giúp Hoàng Bột tích lũy đủ kinh nghiệm để tỏa sáng trên màn ảnh, mang về cho mình nhiều giải thưởng danh giá của Liên hoan phim Kim Tượng, Liên hoan phim Kim Mã, Liên hoan phim Bách Hoa, Liên hoan phim Châu Á. Ngoài ra, Hoàng Bột còn là cái tên bảo chứng phòng vé và đứng vững trên thị trường điện ảnh ngày một bão hòa. Thậm chí, đến cả trang nhật báo cũng từng viết rằng thật khó tin khi người đàn ông có tuổi với gương mặt không phù hợp showbiz lại là người bảo đảm cho doanh thu phòng vé. Vương Bảo Cường. Vương Bảo Cường cũng là một trong những nhân tố đặc biệt của giải trí Hoa ngữ. Vương Bảo Cường sinh năm 1982 trong một gia đình nghèo. Sau khi xem phim của Lý Liên Kiệt, Vương Bảo Cường đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một diễn viên. Tuy nhiên, vì ngoại hình xấu trai, chiều cao 1m65, Vương Bảo Cường từng bị đạo diễn ném thẳng hồ sơ vào thùng rác chỉ vì quá xấu và không dành tiếng phổ thông. Nhưng điều đó không làm nản lòng anh, ngược lại giúp anh có quyết tâm hơn. Vương Bảo Cường ghi dấu qua các bộ phim như Thiên Hạ Vô Tặc, Binh Sĩ Đột Kích, Thám Tử Phố Tàu, Đạo Sĩ Xuống Núi, Lạc Lối ở Thái Lan, Lồng Bát Giác. Ngoài đóng phim, anh còn tham gia sản xuất, làm đạo diễn, gặt hái nhiều thành tích đáng nể ở mảng doanh thu phòng vé. Với nét hài duyên dáng, độc đáo cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ, đa dạng và biến hóa trong từng vai diễn, Vương Bảo Cường ngày một được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất phim đánh giá cao. Cùng với Hoàng Bột, Ngô Kinh và Thẩm Đăng, Vương Bảo Cường cũng tiến vào câu lạc bộ doanh thu 20 tỷ nhân dân tệ phòng vé của màn ảnh Hoa ngữ. Vương Tổ Lam. Vương Tổ Lam sinh năm 1980 và được nhiều người gợi nhớ đến với cái tên chàng lùn của TVB. Mặc dù xuất thân từ trường lớp bài bản, nhưng chỉ vì chiều cao 1m58, cùng chiếc mũi to và đôi môi dày, nên ban đầu Vương Tổ Lam không được các đạo diễn để mắt tới. Không có cơ hội thể hiện bản thân chỉ vì ngoại hình, Vương Tổ Lam tìm hướng đi mới bằng việc thể hiện tài lẻ giả giọng những người nổi tiếng, các loài vật. Sau đó, sau khi được mời làm MC một số chương trình, Vương Tổ Lam mới bắt đầu lọt vào mắt xanh của TVB. Sau khi quen mặt với truyền hình, Vương Tổ Lam lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Với diễn xuất điêu luyện và rất tinh tế, lại thường được giao cho những vai ngốc nghếch nhưng chân thành tình cảm nên Vương Tổ Lam rất dễ chiếm được cảm tình của khán giả. Chú lùn TVB cũng không ngại thử sức mình với nhiều vai diễn đa dạng khác nhau khi góp mặt vào các bộ phim như Chàng Lùn Đa Tình, Phỉ Thúy Minh Châu, Chuyện Vui Nhân Gian, Hoàng Phi Hồng, Đại Náo Thủy Trúc. Ngoài ra, với tính cách hài hước đến lầy lội, Vương Tổ Lam còn ghi điểm trong nhiều chương trình truyền hình thực tế như Running Man, Happy Camp, Vương Bài Đối Vương Bài. Bằng tài năng diễn xuất, hàng loạt nam diễn viên có nhan sắc chẳng mấy lung linh vẫn đua nhau giành lấy vị trí ông hoàng truyền hình và phòng vé màn ảnh Hoa ngữ. Bạn ấn tượng với gương mặt nào nhất trong số những nam diễn viên mà mình đã nhắc đến? Hãy chia sẻ với chúng mình ở dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp nhé! See you!